Ôi ơi, tao sắp rơi xuống vực rồi. Có lẽ đần đồn này, con chó nó bảo mày kéo nó lên mà, chứ có phải là bảo mày mà kéo đâu, mà mày lại kéo ra để mai thế này. May mà tao trốn kịp, mày con sói con đuổi theo mày không ngán. Con én trả lời, tao cắt đuôi được tụi nó rồi, về nhà đi. Ok, may quá. Con én đần đồn này, tưởng nó cắt đuôi được lũ sói là trốn thoát được lũ sói cơ chứ, sao lại cầm cái kéo để cắt đuôi lũ sói thế này? Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái mẹ mày kêu. Én đang lái xe trên đường thì gặp một ngã ba. Nó liền cua xe qua trái thì ngã xuống đường. Người mà em yêu, em còn không cua được. Theo anh, xe máy đã là gì? Cua xe và cua gái là hai việc khác nhau hoàn toàn mà. Sao nó lại có thể đánh đồng với nhau như thế được? Hôm nay, ta sẽ dốc hết sức để chiến đấu với ngươi. Hôm nay là ngày tàn của ngươi. Pikachu, chiến đấu đi nào. Ủa, tụi bay thù oán mà bắt tụi tao ra đánh nhau là sao? Có ân oán thì tự giải quyết đi, lôi người khác vào làm gì? Đúng, hợp lý. Chai nước này hôm nay hết hạn, nên phải sử dụng liền để không lãng phí. Ổ bánh này hôm nay hết hạn, nên phải sử dụng liền kẻo uổng phí. Ủa, bình chữa cháy này hôm nay cũng hết hàng rồi này. Con chó này bị điên à? Sao lại đi đốt nhà để sử dụng bình chữa cháy sắp hết hàng thế này? Thử con bốc được hôm nay sẽ cho biết trông con sau này thế nào. Nào, con hãy bốc đi. Thế là cô gái chọn một đĩa, bốc lên thì nhận được một quả dứa. Chồng con là người đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài thì gái góc, bên trong thì ngọt ngào. Đúng thật này, bà chị này bốc được quả dứa nên cưới được ông chồng mặc y xì như quả dứa luôn. Đã nhiều mùn ruồi rồi lại còn mọc lông nữa chứ. Chó và mèo đang đi hẹn hò với nhau, nhưng xem ra con chó mải mê bấm điện thoại quá, chả quan tâm đến con mèo. Ngồi chung bàn với em mà anh cứ cắm mặt vào điện thoại hoài vậy, coi được không? Ồ, xin lỗi em, anh vô ý quá, để anh qua bàn khác ngồi. Con chó này bị điên à? Con mèo nói như thế là bảo mày cất cái điện thoại đi mà nói chuyện, chứ ai bảo mày qua bàn khác ngồi để bấm điện thoại thế này. Đi hẹn hò kiểu gì đấy?